Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh tin tức 24 giờ TV trong thời gian qua. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút sắp tới đây. Công an thành phố Hồ Chí Minh truy tìm ca sĩ Nam Vương Nguyễn Bảo Linh tổ chức thi hoa hậu chui. Ngày 10 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến cuộc thi hoa hậu doanh nhân sắc đẹp Năm 2020, xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố. Theo điều tra, Nguyễn Bảo Linh 34 tuổi quê Bến Tre là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn giải trí Khổng Tước, trụ sở quận 5 thành phố Hồ Chí Minh, cùng với bà Mai Phương Trang, trưởng ban tổ chức cuộc thi. Ông Nguyễn Việt Hưng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông giải trí quốc tế Vua Sư Tử. Mặc dù không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép tổ chức cuộc thi hoa hậu doanh nhân sắc đẹp Việt nhưng tháng 11 2020, nhóm này vẫn tổ chức cuộc thi có dấu hiệu lợi dụng cuộc thi để chiếm đoạt tài sản, thí sinh đạt giải hoa hậu, thí sinh đạt giải á hậu và các thí sinh khác tham gia dự thi. Nguyễn Bảo Linh là ca sĩ từng đạt danh hiệu nam vương tại cuộc thi Nam vương Việt Nam quốc tế châu Á tổ chức tại Thái Lan năm 2019 và là ca sĩ. Được biết, giai đoạn tháng 11 2020, công ty khổng tước đã tổ chức cuộc thi Hoa hậu doanh nhân sắc đẹp Việt Nam 2020. Cuộc thi quy tụ 40 thí sinh là những người đẹp doanh nhân ở các tỉnh thành khác nhau. Vào tháng 1 năm 2021, Thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư du lịch giải trí khổng tước vì đã có hành vi tổ chức cuộc thi hoa hậu doanh nhân sắc đẹp Việt tại thành phố Hồ Chí Minh mà không có giấy phép tổ chức. Qua đó công ty này bị xử phạt 90 triệu đồng. Cùng với quyết định xử phạt hành chính 90 triệu đồng của Bộ Nông Văn hóa Thể thao và Du lịch, công ty tổ chức cuộc thi Hoa hậu doanh nhân sắc đẹp Việt còn bị công an thành phố điều tra sau khi có đơn tố cáo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, một người phụ nữ tên L cho biết đã phải chi số tiền lên tới cả tỷ đồng cho cuộc thi này với danh nghĩa chủ doanh nghiệp tài trợ cho cuộc thi hoặc hợp đồng đào tạo xây dựng hình ảnh truyền thông ngày tổ chức chung kết dự định ở Vũng Tàu, nhưng sau đó thì tất cả thí sinh phải về thành phố Hồ Chí Minh gấp để thi chung kết vì Vũng Tàu không cho phép thi. Đêm thi chung kết không hề tổ chức các phần thi, cũng không có khán giả. 40 thí sinh dự thi thì có tới 20 thí sinh được mời lên nhận giải với hàng loạt vương miện cho các loại danh hiệu. Sau khi giành vương miện, người phụ nữ tên L này không được cấp bằng chứng nhận hoa hậu. Ban tổ chức cũng không cung cấp được bằng chứng cho thấy cuộc thi được cấp phép bởi Cục Nghệ thuật biểu diễn nghi ngờ cuộc thi này được tổ chức không phép nên bà l đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng qua xác minh tại địa chỉ đăng ký kinh doanh và nơi đăng ký hộ khẩu thường trú nguyễn bảo linh không cư trú tại địa phương hiện cơ quan điều tra không xác định được nơi cư trú hiện nay của nguyễn bảo linh để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án ngăn chặn nguyễn bảo linh bỏ trốn gây cản trở hoạt động điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thông báo truy tìm nguyễn bảo linh với lý lịch như trên Kêu gọi Nguyễn Bảo Linh đang ở đâu liên hệ cơ quan cảnh sát điều tra đội 9, phòng cảnh sát kinh tế, công an thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ số 674 đường 3 tháng 2, phường 14 quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, gặp điều tra viên Bùi Thị Tâm, số điện thoại 0902 324 369 để làm rõ các nội dung liên quan. Bản tin trên cũng đã khép lại chương trình tin tức 24 giờ TV của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên nhấn đăng ký kênh và chia sẻ kênh để không bỏ lỡ những thông tin cập nhật mới và chính xác nhất đến từ kênh tin tức 24h TV. Quý vị cũng đừng quên hãy để lại quan điểm riêng của mình ở bên dưới phần bình luận này. Còn bây giờ, xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo.